Hello, xin chào tất cả các bạn đến video tiếp theo của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay mình sẽ làm người cuối cùng ngừng ăn tất cả mọi thứ ở trong này nha các bạn. Đấy, giải thưởng sẽ là 1 triệu đồng nếu mà ai là người chiến thắng, vừa được ăn mà lại vừa được tiền nữa. Đấy, chỉ có hai người chơi thôi. Úi giời ơi, gì đây? Đồ ngon như thế này, bao nhiêu là món ngon như thế này lại thưởng tiền nữa mà. Ngồi xuống muốn chơi không? Thưởng tiền nữa mà lại không cho mẹ chơi rô mà lại chỉ có hai người. Thế này hôm nay là mẹ muốn chiến thắng để lấy cái phần thưởng này. Phải chiến thắng lấy tiền lại chứ bây giờ ông người rừng vừa được ăn ngon lại vừa được tiền nữa thì chết mẹ. Thế này không đơn giản đâu, còn một người ăn như thế này làm sao mà tưởng là dễ được tiền như vậy hả? Toàn món ngon thì chưa được ăn bao giờ. Bây giờ người chơi đầu tiên sẽ là mình. Đấy, mình sẽ là người tiên phong. Quay chúng cái gì ăn cái đấy. Riêng rau tây này thì chắc phải ăn 3 quả nó mới được nhỉ. Chứ 1 quả ít quá. Chỉ sợ nhất là cái món mà mướp đắng này, ớt chết. Thì mình có khả năng mình được chọn mướp đắng hoặc là ớt. Ai ăn được ớt thì chọn ớt, ai mướp đắng thì mướp đắng. Đấy, món ngon này mẹ làm sao phải trúng được các cái món ngon này. Rồi ok. Ôi giời. Dạo gần đây thì dịch quá nên mình cứ ở trong rừng thôi và thực hiện thử thách. Những cái món này là mình đã mua từ rất là lâu rồi nên là mình tự chiên nên là nó hơi là như kiểu là gà bóng đêm này, phô mai bóng đêm nhưng ăn được tất. Đây bây giờ đầu tiên là ba quả rau quá đã luôn. Một bây giờ ấy, ông người rừng càng cái gì cũng được luôn ạ. Ngon ấy cha cha bữa ớt rồi muốn cái gì ấy phô mai à tôi gà hoặc là phô mai tùy chọn. Thôi chăm một cái phô mai đi. Ngon quá. Đến mẹ biết quay như thế nào con? Đấy mẹ ngồi xuống đây. Rồi quay đi mẹ. Ui giời ơi, trúng cái gì này? Trúng cái gì đây? Trúng cái gì đây? Ui giời. À, được ăn chuối. Chuối hoặc là quả này. Ui giời ơi, thế thì phải ăn quả chuối thôi cho nó mát. Cái này là nhiều vitamin C đấy các bạn. Mời tất cả các bạn nhé. Mày đấy. Chuối này nó ăn là vừa là cơ bắp này. Ui giời. Rồi này chuột. C đang cái dịch bệnh này cho dính ăn trái quả này chắc là thôi luôn. Phù hợp nhất. Thì à, tới mình nha các bạn. Không dừng cuộc chơi, phải tấn công nhanh mới được. Gì đây, cái gì đây? À cha, thế mấy giờ một quả dâu chua bây giờ lại tới một quả quất. Ấy cha. Căng thế nhờ. Bây giờ mình sẽ chấm với cả muối ớt. Thế thôi, cái mâm này nó nhiều này thì làm sao mà ăn hết được mà được tiền cơ chứ. Ôi, nó chua quá bằng cua luôn. Thôi, mẹ đừng có mong được tiền. Nè. Không có được tiền đâu. Đầu tiên phải vào mới chơi được cái cuộc lĩnh giải thưởng này, phải cố gắng thôi. Ai mà không ăn được nữa thì cứ bước ra ngoài thôi. Nãy giờ mình muốn được ăn cái đùi gà quá mà lâu quá. Đây mẹ ơi. Chưa ăn xong mà áo quậy rồi. Nói thế này thì nuốt sao kịp trời. Thôi ra ngoài. Chết. À, được ăn dâu. Ba quả dâu nhá. May mắn làm sao mà toàn được ăn. Ba quả dâu. Toàn được ăn trái cây. Toàn được ăn trái cây. Nếu mà như thế này thì phần thưởng là cái mùa này phải ăn nhiều cái này để tăng cường vitamin C lên để chống chọi kháng tiêu diệt con Covid. Cái này phải bỏ vỏ cho công quân. Rồi, tiếp tục tới mình. Ăn nhanh lên. Thì phải bỏ vỏ nhưng ăn vỏ. Tưởng mà bắt mày ăn cả vỏ thì chứ. Ai ăn vỏ này chơi. Đây, con gì đây, con thấu đấy, ui ra. Ôi trời ơi, sắp rồi. Lại quả quất nữa, trời ơi, lại trời. Toàn ăn quất, ăn chua thì khổ. Chúng lắm qua rồi. Đâu có trời quá trời rồi. Sao mình nhỏ quá hôm nay mình. Ôi cái quả này mình chưa được ăn bao giờ nhỉ. Tục hành trình này, cái gì đây, cái gì đây. Ôi giời. Ơi, lúc này được ăn hoài luôn. Ôi giời, hơi làm đùi nữa. Gà đi nhỉ. Ôi giời, ngon thế. Ôi giời, ngon quá, làm mì ớt này. Khổ ơi, mình chua quá, đau khổ cuộc đời quá. Nè hai mẹ con, phải thắng rồi. Phải thắng rồi. Ông vừa được ăn ngon, vừa được tiền, chắc chết luôn quá. Vừa mà mua bao nhiêu là đồ ăn. Cái mùa dịch này đang còn đói kém. Chua. Tới mẹ đấy. Sao đi nhanh thế nhỉ? Thôi ăn nhanh như vậy. Chua. Ngon. À, này được ăn một quả. Ủa? Một quả cà chua. Cà chua ăn làm sao trời. Quất luôn. Không chấm à. Chết rồi. Ôi mình còn chua hơn nữa. Cố gắng. Nếu mà mình ăn những cái này thì cái bụng mình nó sẽ nói chung là nó chưa no được. Mình tí mình ăn được nhiều. Có khả năng hôm nay mình sẽ là người chiến thắng và không bị mất tiền. Đấy. Yeah. Mời tất cả các bạn nhá. Phô mai. Ui xúc xích.
Yeah, xúc xích quá thế. Ngon các bạn ạ. Ăn cái này không biết là nó có đầy bụng không quán. Ôi giời, em biết thế này thôi thì ra đi. Sợ ăn mà cứ sợ. Đã chơi là không được sợ chứ. Mời tất cả các bạn nhá. Mẹ cũng chơi mấy vòng chơi còn đẹp để đánh giá cao mẹ đấy. Tưởng mẹ dô một phát là ra ăn liền chứ. Ôi giời ơi, đau khổ cuộc đời quá. Thôi mẹ dô đi. Thôi trái cây ăn cho nó tăng cái sức đề kháng còn. Mẹ từ nãy toàn được trái cây. Thế ông này ngon. Chán quá. Cái này ông ăn hết cái mâm đùi gà mất rồi. Đang Covid này mà lắm. Bao ngày không được ăn bây giờ được bữa. Cảm ơn, cảm ơn mày ăn luôn. Mẹ bè ăn xong đã rồi quay tiếp. Thế ai anh nhỉ? Ăn lại tới mẹ. Em tới mẹ. Khó lắm. Khó quá nhỉ. Cầm cầm kia ăn. Ô mẹ được rồi, được đùi gà kìa. Thôi. Cái đùi này chiêng nâu quá nên nó quắt à. Đúng rồi. Thế thì hôm nay là mẹ thắng rồi con ơi. Từ nãy là 4 vòng rồi mà đều là ăn được à. Tới mình à. Trời ơi, nó giòn. Đúng rồi. Trời ơi. Giòn như ngô thôi. Các bạn ơi, đúng là quá đã ăn luôn. Ôi mày, ôi mày. Xúc xích. Yeah. Ôi, cứ tưởng mẹ ăn quả quất nữa chứ. Xúc xích hôm nay đặt hàng đấy. Kỹ là cũng ngon. Xúc xích này quá ngon luôn, giòn mà nó giòn sột luôn. À. Mời cả nhà nhá, đúng là đùi gà nó giòn, nó mà giòn tan này. Ôi, ôi. Ngon. Chuyện kỹ quá, mình xúc xích một nơi rồi mà không mại nơi. Lâu lắm mới được ăn này, này mua vỏ tủ lạnh. Ôi, ôi, giòn giòn như nỗi mà hơn là ngô trang nữa. Bây giờ là mình không dám ra ngoài nữa các bạn ạ. Nói chung là mình phải tuân thủ đúng với cả luật giãn cách xã hội. Mình là cũng đang ở cái vùng này cũng ghê đấy. Cứ ở yên trong nhà thôi. Đồ thì mình đã mua từ trước rồi. Bỏ tủ lạnh rồi. Ngon thật đấy. Ngon. Quay ai nhỉ? Tới ông người dừng chứ. Chơi không con cứ không được cái gì quan quan chúng này ở nhà này nó dọn cái này mình chiến hết mấy cái đồ gà dọn chúng rồi chiến hết mấy cái đồ gà quá buồn rồi các bạn mình chưa được ăn cái đồ gà đúng không cố gắng con ơi chứ không là cố gắng không vừa hết món ngon mà lại vừa mất tiền cho ăn chấm này. Ôi mẹ ăn đùi gà mà mẹ chấm súp. Thế mẹ ấy. Chết thế này nút chừng ngay quán. Nào, nút chết rồi chết rồi. Hơn quả cà chua hơn. Rồi. Đây con thấy chó. Ôi giời ơi. Mình chỉ mong được một cái mai cái đùi gà các bạn ạ. Mình cảm thấy rất là đói. Nhiều cái ấy quá. Ôi, cả nhà ơi. Úi dạ. Nó giòn. Trời ngon. Ơi, này trời, lại một quá quật. Trời mà ơi. Chết con ơi. Chết. Số nó tới. Ai muốn quay chúng đâu. Tự nó quay chúng thì chịu chứ có chơi có ăn chịu chua chứ. Chua cay nhiều nó nát hết cả bao tử ấy. Có chơi có chịu chứ. Đã chết chơi. Trời. Mà chơi này khổ này mà chơi chứ. Thua đi cho tôi lấy tiền thôi. Ba quả quất rồi. Ủa. Thế ông người dừng rồi. Ôi cái đùi gà của tôi, cái đùi gà. Xem cái quả gì đi nhỉ? Thì chán đùi gà quá rồi. Lúc người, cũng người đùi gà. Muốn được ăn đùi gà không quay được, người thì không muốn ăn cứ quay được. Một quả quất. Ước gì được vậy thôi. Quả quất mới đau chứ. Đến quan à? Tới mẹ. Ôi chết cái xương của nó. Nó giòn, nó giòn cả xương à. À, tính ăn cả xương á. Thôi. Úi dồi ôi. Mẹ quay trúng cái đùi gà. Giòn tan rồi trời. Cho đi một quả răng đấy. Ôi thôi. Quá. Ôi được đùi gà thật chứ. Chết. Mà ăn còn thật xương. Quá lên. Thôi, mẹ đi ra thôi. Gì? Chịu mất tiền thôi các bạn. Đùi gà ngon thế. Tiền mất còn hơn là tật mang.
Thì phải ra đi. Bây giờ mà ăn cố nữa tối nay này, cào nó đuổi này chạy khắp vườn thì đúng là chết dở luôn này. Hai người chiến cho nó nhanh. Thôi mẹ thôi, bỏ cuộc. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bỏ cuộc, không thể nào mà lấy được cái triệu bạc. Lần sau những cái món dễ hơn thì con kêu mẹ vào chơi nhá. Mà sao bây giờ mà trúng những cái thứ này mới nhất là cái mướp đắng mà ăn thì nó khổ biết chừng nào. Chào tất cả nhà nhé. Đang chơi vui khổ gì. Dạ, tới bây. Con số gì đây, con số gì đây? Nhiều cái kia. Có cái đùi gà đi. Ôi trời, đừng để mướp đắng nha. Ây da. Quả cà chua. Đối với mình quả cà chua thì nó là thuộc dạng là quá đơn giản. Thôi thôi, coi chấm mực tí muối ớt cái đã. Ôi trời ơi, cà chua mà ăn đặc quá. Cái món này cũng ớn quá rồi đấy. Đừng để nước đắng này chết luôn đấy. Ôi đừng để chấm nước chết luôn. Trời ơi má. Má ơi. Trời ơi, dính quả căng này đi chết rồi. Ôi chua. Này làm sao mà lấy được một kiểu nó tưng. Ôi chua. Ây da, bây giờ tới lượt mình không thể làm chơi cuộc chơi được. Mình phải chơi cho ông người dân thua cuộc, khâm phục khẩu phục. Con số gì đây? Ấy, trong cái đúng cái đùi gà đấy mà. Em đùi gà quá à, đùi gà ơi. Trời ơi, cháu có chua hoài, bị chua ơi, nè chua. Ba quả dâu này chua tới nắc luôn các bạn ơi. Chua lắm, ngon quá. Trong cái món này thấy quả chuối ngon nhỉ? Chua. Cái gì đây? Con gì đây ạ? Con chuối. Chua quá. Đừng nè, bỏ chuối chết tôi. Ây da. À, để được ăn dâu rồi. Mới hai quả dâu mà, quả dâu quá. À, quả dâu quá. Dâu chấm muối ớt à? Dâu chấm muối ớt. Chua quá. Béo hàng cua. Bây giờ mình sẽ quay chúng cái đùi gà nha. Đùi gà ơi. Về đây đi đùi gà ơi. Tới công chuyện đùi gà ơi. Đùi gà. Một nấc nữa là tới đùi gà mà không tới được cái đùi gà. Tại sao lại chúng của quốc đứa, tại sao cuộc đời đau khổ thế này ấy trời. Thôi thua đi con ơi. Thôi được, không thể thua được. Tiền mất còn hơn là tật người ăn chua nhiều thế thì hỏng bao tử. Mẹ đừng cố cản con phải tiêu chứ ông người dừng đó mà. Thôi mất tiền cũng được con ơi. Thôi thua đi. Không dễ đâu nha. Dễ gì mà thua. Không dễ gì ăn đâu người dừng nha. Trời ơi. Cái gì cũng chơi hết á. Nước đắng đi. Đừng đồng tăng nó lên. Ăn đùi gà. Người muốn được ăn đây. Ừ đấy, có thể ăn đùi gà hoặc đập phô mai đi. Thôi cho làm cái phô mai chứ ba cái đùi gà chứ ớn về. Để lấy cái đùi gà cho mình thèm quá chơi luôn. Ủa ơi. Nhiều quá. Trông ông ăn ngon này thế kia chắc là nhớ thua rồi. Cố gắng. Đùi gà ơi. Ôi đùi gà, hỡi đùi gà. Ôi cái phô mai. Này chua. Mẹ đất đau khổ cuộc đời quá này, quá cà chua. Thôi ăn vào cho nó đẹp da các bạn à. Thua đi. Chua quá. Nè miếng ớt nữa. Chấm ớt rồi. Bây giờ mình nghĩ cảm tưởng là mình có thể ăn được rất là nhiều nữa. Bây giờ toàn những cái món nó làm cho cái bụng của mình nó cồng cào lên á. Thua đi. Sao mà thắng được, tuổi gì? Tuổi già sức yếu rồi. Mình phải đề phòng. Không có chơi lại giới trẻ bây giờ đây. Cơ bắp cuồn cuộn. Không có con chuột nào luôn. Nhưng mà ăn rất là ghê. Bụng rất là bự. Quay đi. Thua đi. Đùi gà nữa chắc xỉu luôn quá. À được ăn quả cà chua rồi. Cuối cùng được quả cà chua rồi mà. Đồ má được quả cà chua nữa. Trời ơi. Đùi gà đi. Cảm ơn cho cái đùi gà ăn đi trời. Thôi. Cà chua. Thôi. Không, thua là thua thế nào được. Nãy giờ cái bụng nó còn to lắm.
chưa có chứa được cái miếng ăn nào hết, toàn cái gì đâu mà chua cay mặn ngọt gì không à. Ăn chậm đấy. Đồ má nó vừa chua chua ngọt á. Chiến tiếp đi thôi. Chơi đừng có dừng. Thu à? Hết rồi à? Chắc không ăn được 1 triệu của nó rồi mày ơi. Muốn ăn được 1 triệu đừng có dễ như vậy. Mới đơn giản. Quay. Mà không đơn giản thế nào á. Bây giờ cái hùng này nghĩ có thể ăn được 10 cái đùi gà nữa đó. Xúc xích. Quá ngon luôn. Quá ngon. Sao mình không dính được mấy cái đồ ngon vậy? Tuyệt đỉnh rồi. Cho cái đùi gà đi. Cảm ơn, cho cái đùi gà đi. Phô mai đi, phô mai đi, đùi gà đi. Xúc xích hả? Thiệt, nó đâu có quất nữa. Không được. Mình chơi, bây giờ mình sau một lâu rồi mình chưa quay video thì bây giờ mình quay lại, mình chiến tới cùng, không để thua một ai cả. Chiến thắng và chiến thắng và quyết quyết chiến thắng. Thôi đi nữa. Người dừng nói. Yếu. Ông ấy dừng gặp bóng xúc xích là sợ chạy. Bỏ của chạy đến người à. Chịu mất 1 triệu không lấy được. Bây giờ thì mình nói chung là mình nói là mình đang rất là đói. Nếu mà có chơi nữa thì cũng thua mình chắc. Bây giờ mình phải chiến cái đùi gà các bạn à. Chắc là video mình xin tạm dừng đây các bạn ạ. Nói chung là ông ấy dừng không thể nào mà lấy tiền của mình được. Mẹ của mình muốn ra lấy tiền của mình cũng không thể lấy được. Ăn quả ớt các bạn ạ. Ngon. Bye bye các bạn nha.